Thưa quý vị, lực lượng bảo vệ bờ biển Tây Ban Nha hôm qua mùng 6 tháng 6 đã giải cứu được hơn 500 người di cư khi họ đang trong tình trạng nguy hiểm ở ngoài khơi quần đảo Canary. Tổng cộng 516 người di cư từ Bắc Phi trên 5 chiếc thuyền gỗ đã được lực lượng bảo vệ bờ biển Tây Ban Nha hỗ trợ đưa đến các đảo Tenerife, El Hierro và Gran Canaria. Theo dữ liệu của Bộ Nội vụ Tây Ban Nha, đầu năm nay, quần đảo Canary chứng kiến lượng người di cư bất hợp pháp bằng đường biển tới đây tăng gần 259,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Với hệ thống 7 đảo chính nằm cách bờ biển phía Tây Bắc Châu Phi khoảng 100 km, quần đảo này đã trở thành điểm đến lý tưởng của những người di cư từ Senegal và các nước Châu Phi khác đang cố gắng đến Tây Ban Nha, bất chấp mọi hiểm nguy rình rập để tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn hoặc chạy trốn khỏi xung đột. 4 người thiệt mạng và 26 người bị thương sau khi một đoàn tàu chở khách va chạm với một đoàn tàu chở hàng ở Cộng hòa Séc. Bộ trưởng Nội vụ Séc Vít Rakusan cho biết vụ tai nạn xảy ra ở thành phố Pardubice, cách Praha khoảng 60 dặm về phía đông. Chuyến tàu chở khách được điều hành bởi công ty đường sắt Regiojet chở hơn 300 hành khách đã va chạm với một tàu chở hàng ở thành phố Pardubice. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Rakusan cho biết có 4 người thiệt mạng. 2 trong số đó được xác nhận là công dân Ukraine, 20 người bị thương, trong đó có 3 người bị thương nặng. Công ty đường sắt nhà nước Séc cho biết tuyến đường phải tạm ngừng hoạt động cho đến hết ngày 6 tháng 6 do mức độ nghiêm trọng của vụ tai nạn. Tính đến tối ngày 6 tháng 6 theo giờ địa phương, lính cứu hỏa đường sắt tiếp tục khắc phục hậu quả của vụ va chạm giữa hai đoàn tàu ở Pardubice. Lực lượng cứu hộ đã di rời toàn bộ các toa tàu chở hàng còn nguyên vẹn sau vụ va chạm. Các chuyến tàu đêm hiện được chuyển hướng qua Hradec Kralove. Ở một số đoạn còn được triển khai dịch vụ xe buýt trung chuyển. Ngày 6 tháng 6, tàu thăm dò hàng Nga 6 của Trung Quốc đã thành công khi chuyển các mẫu đất đá mà tàu này thu thập được từ phía xa của mặt trăng sang một tàu vũ trụ trên quỹ đạo mặt trăng, chuẩn bị trở về trái đất. Sau khi nhận được các mẫu vật, tàu vũ trụ không người lái sẽ bay trở lại trái đất, dự kiến sẽ hạ cánh xuống khu vực Nội Mông của Trung Quốc vào ngày 25 tháng 6. Quá trình lắp ghép diễn ra rất tốt, với độ chính xác cao vì tàu cập bến đúng thời điểm. Nếu chúng tôi bỏ lỡ cơ hội này, sẽ có một vụ va chạm. Chúng tôi chỉ có một cơ hội duy nhất. Các mẫu vật thu thập được sẽ giúp Trung Quốc giải mã hồ sơ về lịch sử 4,5 tỷ năm của mặt trăng, cũng như manh mối mới về sự hình thành của hệ mặt trời. Nó cũng giúp con người thực hiện sự so sánh chưa từng có giữa vùng tối và vùng sáng của mặt trăng để hiểu rõ hơn về trái đất. Cuộc đổ bộ của hàng Nga 6 đã nâng cao vị thế cường quốc không gian của Trung Quốc trong cuộc đua thám hiểm vũ trụ để duy trì các sứ mệnh phi hành gia dài hạn và thiết lập căn cứ trên mặt trăng trong thập kỷ tới. Đây là sứ mệnh thứ hai của Trung Quốc ở vùng tối của mặt trăng, khu vực mà trước đây chưa có quốc gia nào đặt chân tới. Tàu vũ trụ Starliner mới của tập đoàn chế tạo máy bay Mỹ Boeing chở hai phi hành gia của NASA đã cập bến thành công tới trạm vũ trụ quốc tế vào hôm qua mùng 6 tháng 6 sau vài lần gặp sự cố. Trong cuộc họp báo sau khi tàu vũ trụ cập bến, các nhà quản lý sứ mệnh của NASA và Boeing cho biết sự kiện quan trọng này đánh dấu một cuộc kiểm tra quan trọng về khả năng của tàu vũ trụ trong bối cảnh gặp phải các vấn đề kỹ thuật nhỏ bao gồm rò rỉ khí heli và một số lỗi động cơ đẩy. Bất chấp những thách thức này, tàu vũ trụ Starliner đã tự động hoàn thành việc lắp ghép trong quỹ đạo cách trái đất 250 dặm. Hiện tại, chúng tôi có hai vấn đề với tàu vũ trụ này, bao gồm rò rỉ khí heli và chúng tôi đang tìm cách tinh chỉnh các bộ phận đẩy. Đó là những vấn đề khá nhỏ, thực sự cần giải quyết và chúng tôi sẽ tìm ra cách giải quyết cho nhiệm vụ tiếp theo. Vì vậy, tôi không thấy những vấn đề này ảnh hưởng đến sứ mệnh. Trong sứ mệnh kéo dài 8 ngày, phi hành đoàn đến nơi sẽ tiến hành nhiều thí nghiệm và thử nghiệm khác nhau trên trạm vũ trụ quốc tế. Hai phi hành gia của NASA là Butch Whitmore và Sunny Williams sẽ quay trở lại Starliner để thực hiện chuyến hạ cánh xuống sa mạc xa xôi ở miền Tây nước Mỹ vào ngày 14 tháng 6 tới. NASA đã sử dụng tàu Dragon để đưa các phi hành đoàn lên trạm vũ trụ quốc tế kể từ năm 2020, chấm dứt sự phụ thuộc kéo dài gần một thập kỷ vào tên lửa của Nga sau khi chương trình tàu con thoi kết thúc. Vô số nhím biển chết đã được phát hiện dọc theo rạn san hô ở thị trấn Dahab, Ai Cập, nằm trên bờ biển đỏ, gây nguy hiểm cho các rạn san hô ở khu vực này. Theo một nhóm nghiên cứu từ Đại học Tel Aviv, Israel,
hiện tượng nhím biển tử vong hàng loạt bắt nguồn từ nguyên nhân một mầm bệnh ký sinh trùng có thể đã lây lan ở Ấn Độ Dương, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ sinh thái biển toàn cầu. Toàn bộ quần thể nhím biển đen có thể được tìm thấy ở tất cả các đại dương trên trái đất, hoạt động giống như những người bảo vệ cho các rạn san hô bằng cách ăn tảo cản ánh sáng mặt trời và giữ cân bằng hệ sinh thái biển. Hiện tượng nhím biển chết hàng loạt vẫn đang tiếp tục diễn ra và khiến chúng tôi ngạc nhiên về tốc độ. Hiện tượng này bắt đầu khoảng một năm trước tại Địa Trung Hải. Một thời gian ngắn sau đó, chúng tôi phát hiện hiện tượng này không chỉ xảy ra ở Địa Trung Hải mà còn ở phía Bắc Biển Đỏ. Từ đó, nó lây lan rất nhanh khắp khu vực, thậm chí vượt xa ngoài Biển Đỏ. Các nhà khoa học đã xác định được mầm bệnh ký sinh trùng thông qua phân tích phân tử và hiện đang liên kết với những trường hợp tử vong hàng loạt xuất hiện trên Biển Đỏ, bán đảo Ả Rập và đến tận đảo Reunion ngoài khơi Madagascar. Theo nghiên cứu, dịch bệnh này đang lan dần về phía đông tới vùng biển nhiệt đới của tam giác san hô kéo dài ra khỏi Đông Nam Á và rạn san hô Great Barrier của Australia. Tôi lo ngại rằng với tình hình hiện tại, dịch bệnh đang lây lan nhanh và có thể sẽ sớm nhận được báo cáo từ nhiều nơi khác trên thế giới. Tôi thực sự hy vọng rằng mọi người, đồng nghiệp và các nhà khoa học sẽ cùng quan tâm và báo cáo về dịch bệnh ngay khi nó xảy ra. Các nhà khoa học cho rằng việc chữa lành đại dương vượt quá khả năng của họ, song hiện vẫn có cơ hội tạo ra một quần thể biệt lập hoặc bảo vệ các đàn nhím biển còn sót lại ở những nơi khác để tiến hành nhân giống sau này.